Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Phương Thảo xin mời quý vị lắng nghe và suy niệm lời Chúa của ngày hôm nay qua hướng dẫn của Linh mục Giuse Đỗ Tuấn Anh. Kính chúc quý vị một buổi suy niệm sốt sắng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính chào tất cả quý ông bà anh chị em thân mến. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 12 tháng 5, trong tuần thứ năm mùa Phục Sinh. Giờ đây con kính mời quý ông bà anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa trích trong Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 15 câu 12 đến câu 17. Khi đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau." Kính thưa quý ông bà anh chị em thân mến, gần đây con có nói chuyện với một cô người Công giáo khoảng hơn 40 tuổi từ Việt Nam qua Úc lúc cô 13 tuổi. Hiện tại cô có gia đình, có chồng và hai người con đang học ở đại học. Và khi nói về chuyện gia đình, cô nói với con như thế này: "Con không tin có tình yêu. Con chưa bao giờ yêu ai cả. Dù con đã sống với chồng con hơn 20 năm, chưa bao giờ cãi vã hay to tiếng với nhau. Nhưng con thực sự chưa bao giờ yêu anh ta." Và cô nói tiếp: "Tình yêu là một ngôn ngữ xa xỉ. Và trong thực tế, con chưa bao giờ thấy có tình yêu trong cuộc sống hiện tại, ở nơi con cũng như ở người khác." Khi cô nói điều đó làm con thực sự suy nghĩ. Một lời nói thực lòng, chân thật và phản ảnh rất rõ của một thực tế xã hội đời sống ngày hôm nay, có thể nói là ở các xã hội tân tiến phát triển, và con cũng có thể nói rằng ở xã hội Việt Nam chúng ta cũng ít nhiều đang bị ảnh hưởng và đang có trào lưu là người ta sống theo cá nhân chủ nghĩa và ít nói đến một cái tương quan gọi là tình yêu hy sinh. Hy sinh là một từ có thể thấy khó thấy trong đời sống của vợ chồng trẻ ngày hôm nay.
Có lẽ rằng người ta đề cao một cái lý thuyết sống, đó là con người cần tôn trọng chọn lựa của nhau và sự riêng tư của nhau. Chồng cũng cần có những tương quan cá nhân đối với bạn bè ngoài xã hội, công ăn việc làm của riêng mình. Và người vợ cũng vậy. Và nếu nó đến sự hy sinh cho nhau thì là một chuyện đúng là xa xỉ. Chúng ta nhìn lại lời Chúa nói với chúng ta hôm nay. Điều Thầy muốn truyền dạy cho anh em là hãy yêu thương nhau. Vậy thực sự có tình yêu trong xã hội hôm nay không? Và thực sự có tình yêu trong cuộc đời của mỗi chúng ta hay không? Dù tin hay không, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng con người được dựng nên trong tình yêu và cho tình yêu. Tại sao vậy? Thiên Chúa dựng nên con người từ tình yêu của Ngài và trong tình yêu của cha mẹ. Và chính vì vậy, bản chất con người là được sinh ra để sống cho tình yêu. Và tình yêu là lý do hiện hữu của con người, là lý do để ta sống, và cũng là lý do khi ta chết. Nếu con người ta không tập chết đi một chút, bỏ cái tôi của mình vì người khác, thì không thể nào hy vọng rằng mình sẽ hy sinh cuộc sống của mình vì tình yêu cho người khác được. Chúng ta vẫn nói yêu là chết trong lòng một chút, là từ bỏ cái tôi của mình vì lợi ích của người khác. Thiên Chúa Ngài yêu con người, dựng nên con người không phải để phục vụ Ngài, không phải để vì lợi ích của Ngài, nhưng Ngài dựng nên con người trong tình yêu vì con người và vì lợi ích của con người. Lời Chúa hôm nay cũng có một câu nói rằng Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì nếu gọi là tôi tớ thì có khác nào tôi tớ chỉ có phục vụ lợi ích cho tôi mà thôi, chứ họ không được lợi gì cả, họ chỉ được trả công. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì Thầy muốn coi anh em bằng Thầy. Thầy gọi anh em là bạn hữu bởi vì tất cả những gì Thầy có, Thầy cho đi. Và Thầy cũng hy vọng rằng anh em cũng cho đi những gì mình có vì người thân, người anh em của mình. Thầy và anh em ngang bằng như nhau. Nếu chúng ta thấy mình được Thiên Chúa coi như là bạn hữu của Ngài, chúng ta có thực sự trở thành bạn hữu thân thiết của Chúa không? Chúng ta có thực sự gần gũi với Ngài không? Không thể nói là bạn hữu nếu chẳng bao giờ gặp nhau, nếu chẳng bao giờ liên lạc, nếu chẳng hiểu rõ nhau, và nếu chẳng cảm thông với nhau, hoặc chẳng sống chung một cái lý tưởng sống mà người bạn của chúng ta đã sống cho chúng ta. Vậy lời mời gọi của lời Chúa hôm nay cho chúng ta rằng liệu tình yêu của Đức Kitô có thực sự hiện hữu trong đời sống của tôi không? Một tình yêu cho đi, hy sinh và quên mình.
Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.